Nhi con nghe được chưa? Con thấy chưa? Nhi ơi, lại qua chút ok, chợ ngồi. Được chưa nào? Mình ngỡ nghỉ 2 tuần rồi đấy. Phải Đó. mình đã nghỉ được 2 tuần rồi đấy. 2 tuần, gần 2 tuần. Nghỉ 3 buổi. 3 buổi đấy. Nên mình sẽ học unit 35. Đây, đau Cô họng quá. bị cảm thấy ốm ấy. F0 đấy. Ai giờ cũng phải F0 thôi. Do cô được cô đi Quảng Bình ấy, rồi hôm bữa cô đi Quảng Bình thì xe thành ra ngồi gần với bà F0, nhưng mà bà giấu, bà kêu bà không bị, mà cô thấy là bà bị rồi, bà ho ở trên xe rồi, bà kêu bà test rồi xong bà đi, thành ra không không có đề phòng á, xong tối đi ngủ chung này, xong ngồi gần nói chuyện vô cả 2 ngày sau là bị liền. Ai rồi cũng phải ép không giống giống, nhưng mà mẹ con là phải gọi là bất tử luôn. Chưa chắc đâu. Bà ông bà ngoại con là ép không ấy, là mẹ con nằm chung, nói chuyện chung, ngủ chung nhưng mà vẫn bất tử. Kìa thì cô không nghĩ là bị liền luôn, tại vì nhưng mà F0 hôm bữa con có đói bụng không, ăn nhiều không? F0 của cô là Ở ăn chỗ gần quanh nhà, gần chỗ quanh con nhiều nhiều, nhưng mà xóm con là nhiều nhất, là nhiều nhất xa. Thôi vào ơi. rồi, ok. Rồi hôm nay mình sẽ học unit 35, What a morning. Thật là một buổi sáng. Ui, giọng khàn kinh khủng luôn. Ok, vocabulary. Rồi, những bữa trong ngày thì mình có những bữa gì nhỉ? Những buổi ăn ở trong ngày ấy, từ sáng cho đến tối, khi mình đi ngủ, cho đến khi mình đi ngủ. Breakfast. Bữa đầu tiên là breakfast. Thứ hai nào? Dinner. Dinner, người ta để hơi bị ngược một tí. Vậy buổi nào là buổi trưa, buổi nào là buổi tối? Dinner hay là lunch? Dinner. Dinner là buổi trưa hay buổi tối? Dinner. Là buổi trưa. Dinner là buổi tối nè. Dinner, lunch. Người ta để ngược ấy. Nhưng mà như thế này cũng hay, là mình sẽ không nhớ theo thứ tự ấy. Giờ mình gặp dinner thì mình sẽ biết đó là buổi tối. Lunch, buổi trưa. Ok. Vậy supper. Supper đây là buổi nào trong ngày? Về cô bật ra hết luôn này. Supper ở đây là cái buổi mà Xế buổi chiều.
Xế chiều thì mình sẽ có snack, mình có những bữa ăn nhẹ, mình sẽ gọi là snack, giống mình ăn bim bim hay là bánh gì đó. Nhưng mà cái buổi này là cái buổi ăn khuya, buổi ăn trước khi đi ngủ. Giả sử con đi ngủ tầm 12 giờ đi, thì buổi này khoảng tầm 10 giờ, 9 rưỡi 10 giờ con ăn lại buổi này. Mình sẽ gọi là supper. Thường ở bên nước ngoài thôi chứ bên mình thì ít. Anh thấy chắc Rồi. Vậy hai cái này mình có get up và wake up thì có gì khác nhau? thức dậy ngủ. Rồi, cả hai cái nếu như mình thấy thì mình đều thấy điều là thức dậy. Nhưng mà get up thì mình đã đi ra khỏi giường rồi này. Đây, thì mình đã dậy rồi. Còn mà wake up, thức dậy ở đây là mình vẫn nằm trên giường. Buổi sáng mình thức dậy, mình mở mắt ra, mình nằm như vậy thì mới là wake up thôi, kiểu như mở mắt ra thôi. Nhưng mà nằm đến bao lâu mới get up thì là một chuyện khác. Giả sử con thức dậy vào lúc 6 giờ nhưng mà nằm đến 8 giờ con mới bước xuống khỏi giường thì vẫn chưa tính là get up. Bước hình cuối cùng là Like. late. Late mình có âm âm chờ thôi, kết thúc là âm chờ. Late. Nếu mà con đọc lake là ra thành cái hồ rồi. Ok, choose the correct words and write them on the câu xóa này. Ok, here, look at the pictures. How many pictures are there? How many pictures are there? Eight picture. Eight. Okay. Example: Children sit at desks and learn in this place is a classroom. Let's start with picture number one. Question number one. You can go up or draw right inside your home. Your home. Okay. This is up or down. Chữ này, những chữ mà mình không có chữ A, chữ R này này thì mình sẽ không cần uốn lưỡi, mình chỉ cần đọc bình thường là chữ down. Kết thúc của mình là âm N, thành ra con mới nghe được là down, down. What is it? Okay, stairs, stairs. Number two, wait here and then a driver takes you to town. A driver needs someone to take you to town. Places. Places là nơi trốn. Khi con bật bản đồ lên là có những cái màu đỏ này này, là hiển thị lên những cái nơi trốn, chẳng hạn như trường học, bệnh viện hay gì đó, mình gọi là nơi trốn. Nhưng mà cái nơi này là con phải wait. And then a driver. Driver là ai? Driver, someone who drive a car. Driver is someone who drives a bus. Okay, let's see. Yeah, it's a bus stop. Number three. We will eat this in the morning. It isn't run. It isn't lunch. Lunch. What is it? Lunch. In the morning. Shower. Shower để mình take a shower mà. Còn cái này là people eat.
Put something in the mouth. Mirror is. People eat breakfast. So people có thể eat shower được nhỉ? Number four, you stand in this and wash your body. Wash your body. A shower. Yes, a shower. Number five. You put hot coffee in this and you break it up and drink from it. Mm-hmm. A cup. That's right. Number six. You can buy a map or look on the internet to find these. Places, nơi trú. Bạn có thể mua bản đồ hay là nhìn tìm kiếm ở trên mạng để tìm những nơi này. Okay, places. Okay. Now look at the pictures. Nên mình sẽ nói về bạn này tên là. Cô xóa mấy cái này đi cho nó rộng này. Rồi mình nhìn thấy đây bạn này tên là Ben. Trong cái chuyện này người ta nói là look at the pictures and tell the story of Ben's terrible school morning. Look at this picture, they show a story, it's called Ben's terrible school morning. Rồi nhìn những bức hình này mình có 1, 2, 3, 4, mình có 4 pictures. Mỗi bức hình là nói gì nhỉ? Giả sử bức hình đầu tiên thì mình có gì đây? Thức dậy, wake up. Nhưng mà chưa get up, mới wake up thôi, vẫn còn nằm trên giường. Thì bạn này nói gì nhỉ? Oh no, wake up and go to school. Yeah, I must get up and go to school. Đó, dù đã mở mắt ra rồi, nhưng mà vẫn đang ở trong trạng thái wake up thôi. Chứ chưa thực sự bước xuống khỏi giường. Ok, bức hình number 2. Vì dậy trễ cho nên nhận đến gì? Anh này có bắt được chuyến xe buýt không? Không. Yeah, he couldn't catch a bus. Và sau đó thì xảy ra chuyện gì khi không nhận lên được chiếc xe buýt? He was... Có gì nhỉ? Rain này. Rain thì bạn ấy bị gì đây? Muộn học và trước khi muộn học thì cái bức hình ở đây thì trước khi muộn học thì bạn ấy bị gì đã nào? Bị ướt. Mình có từ wet. He was wet. Picture number 4. He went into the class and he was wet. Teacher như thế nào nhỉ? Nhìn thấy teacher có happy không? Có happy không? No. The teacher wasn't hot or the teacher was unhappy. Đã để học rồi sao mà vui được nhỉ? Okay. Here. Rồi. Is Ben at home now? Is he on the bus? Are his friend on the bus? Okay, nào bây giờ mình trả lời những câu hỏi này nào. Câu hỏi đầu tiên. Look at the picture. Is Ben at home now? Là phù hợp với bức hình nào nhỉ? Ben's at home now. Yes. Yes, he is. He is at home. Number tiếp theo. Is he on the bus? Is he on the bus?
Con bật mic lên đi, con tắt mic rồi, con không nghe, cô không nghe con nói. Is he on the bus? On là trạng thái như thế nào? Trạng thái đã ở trong chiếc xe buýt rồi, nhưng mà bây giờ Ben có phải ở trong cái xe buýt không? Không. Không. Yeah, he isn't. No, he's not. Are his friends on the bus? Bây giờ không hỏi đến Ben nữa, mà hỏi đến những người này. Are they on the bus? Vậy nếu mà những câu hỏi này mình trả lời theo kiểu đồng ý thì mình hay trả lời là yes, they are. Hoặc là is Ben, is he on the bus? Thì mình sẽ trả lời là yes, he is. He is. Nếu mình đồng ý ấy. Còn nếu mình không đồng ý thì mình nói là no, he isn't on the bus. Has he got his school bag with him? School bag. Anh ấy có cái gì với anh ấy nhỉ? And he's had his school bag with him. No. No. Yeah. Thấy này, toàn đi tay không hết rồi. Này, từ đầu đến cuối chẳng hề xách cái cặp luôn. Như vậy thì chỉ có bị cô mắng thôi chứ. Has he got a coat on? A coat. Con lại tắt mic rồi. Has he got a coat on? A coat. Cái áo này là áo bình thường thôi. Còn nếu như mà trời lạnh thì mình sẽ cần một cái coat. Okay. A coat. Mình học cái unit áo quần thì coat là cái gì nhỉ? Coat. Coat thì nó khác với áo khoác. Áo khoác mình có jacket. Cô đang bị đứng á. Con nghe được chưa? Con nghe được không? Rồi, jacket là cái áo mà áo thì tới ngang hông của tới ngang phía trên cái vừa vừa hơi ngắn thôi, nhưng mà coat thì nó dài hơn. Coat thường thường sẽ có khi là trên đầu gối hoặc là qua đầu gối. Mình gọi đó là coat, áo choàng ấy. Okay, pitch tiếp. What's Ben doing? Sau khi mà không bắt được chiếc xe rồi Ben làm gì? No, khi này không bắt được chiếc xe rồi chạy rồi chạy xe buýt. Thì bây giờ bạn ấy đang trong trạng thái gì đây? What's Ben doing? Bạn ấy đang làm gì nhỉ? Má đi. Walking. Ben is walking. What's the weather like? Rainy. Yeah, it's raining. Is Ben happy? No. No, he isn't. Why not? Mình đã đi học muộn. Yeah, because he missed the bus. Cái từ miss này này, con không phải là nhớ đâu nha. Miss này này. Yeah, miss thường là I miss you hay là gì đó thì con thấy như vậy. Nhưng mà nó còn có nghĩa là miss là bỏ lỡ. Bỏ lỡ như đây là bỏ lỡ chuyến hoặc xe buýt này. Hay là bỏ lỡ một cái gì đó. Where is Ben now? Cuối cùng Ben ở đâu hiện tại? Ben is? School. Ben is in. Is it her? Is his teacher happy? No. No, of course. Okay, here. Ở đây con sẽ kéo cái câu này. Read and roll in his diary in this terrible morning. Okay. Ví dụ đầu tiên nha. Để con nghĩ hình dung này. Ví dụ ở đây. I was very tired and my feet hurt. No, I got to school but my teacher was angry when she saw me. Thì cái này sẽ phù hợp với bức hình nào? Yes, phù hợp với bức. Okay, nào, ở đây mình có, mình sẽ đặt là bằng số đi, 1, cái này là 2 này,
3 và cái này là 4. Rồi, vậy cái này sẽ phù hợp với bức hình nào đây? 4. Yeah, 4. Đấy. Tiếp theo, I didn't have a shower. I put my clothes on quickly. I didn't have breakfast. 3. Nghe có vẻ không thuyết phục. Yeah. Tiếp theo, what's a terrible morning? Every day I wake up at 7 o'clock, but today I woke up at 8 o'clock. Thường thường là 7 One. giờ. Đúng rồi, thường 7 giờ, mà hôm nay 8 giờ luôn. Ok. Tiếp theo nào, she wasn't happy because I didn't have any books or homework. Four. That's right. I ran out of the house, but I didn't take my coat. I didn't say goodbye to my parents. Two. Of course. Cái cuối cùng. I ran to the bus stop, but I couldn't catch the bus. I saw it, but it didn't stop. Two. Two. That's right. I was very tired and my feet hurt. Okay. If all my friends were on the bus. Two. Last one, I had to walk to school in the rain. Three. Okay, yeah, that's right. Cái câu này cô thấy là nó number 3 hợp hơn này. Tôi rất là mệt và chân tôi rất là đau. Nhưng mà khi đến được trường rồi thì không vấn đề đó, không lo nữa mà chỉ lo bị cô mắng thôi. Okay, here. Kiểm tra nhà, what a terrible morning. I ran out. All my friend was... I had to walk to school in the rain. I'm very tired. Cái này có vẻ bị nhầm. I got to school, but my teacher wasn't happy. Yeah. Rồi, ở phần này con sẽ điền vào. Ở phần này mình sẽ phân biệt cả hai thì. Một là thì hiện tại đơn. Đây, bên này này. Every day we wake up là mỗi ngày. Chúng ta thức dậy vào một cái khung giờ đó. Mình không thay đổi thời gian và lịch trình. Đây, get up là thức dậy. Have a shower, tắm này. Put on our school clothes and have breakfast. Mặc quần áo, đồng phục vào đấy. Và ăn sáng. We put all our school things in our school bags. We put on our coat, mặc cái áo choàng vào. Và say goodbye to our parents. We go out of the house and we catch a bus. We get on the bus. We go into the classroom and our teacher is happy with us. Đây là một học sinh gương mẫu, đúng chưa nào? Một học sinh thức dậy đúng giờ. Là con phân biệt ở đây nhỉ? Ở đây là cái thì, cái này gọi là thì present, là thì hiện tại, present tense, hiện tại đơn. Còn bên này người ta sẽ dùng thì past simple, past tense đó. Là cứ khi nào mình bị trật khỏi cái lịch trình hàng ngày thì mình sẽ đưa nó về là thì quá khứ đơn. Đây, nếu như ngày nào con cũng 7 giờ dậy thì con sẽ dùng thì này thôi. Nhưng mà đùng cái hôm nay con thức dậy vào lúc 8 giờ. 8 giờ là con đã trễ khỏi cái lịch trình rồi. Trễ khỏi lịch trình hàng ngày của mình thì bây giờ mình sẽ phải sử dụng thì quá khứ đơn. Ở đây con thấy ví dụ đầu tiên. We wake up. Ở đây người ta đổi lại động từ quá khứ là Ben woke up late. Nó cho mình biết này, chữ late. Rồi bây giờ mình so sánh câu tiếp theo nè. Câu tiếp theo. Chữ đó, up. Ben woke up late. Ben got up, but he, gì đó. Up, but he... Rồi, ở đây hai khoảng trống này mình điền vào gì đây? Khoảng trống thứ nhất là got.
Ok, ở đây chữ có ở khoảng trống phía dưới. Thế giới là Ở đây mình có have a shower. Có nghĩa là wake up late thì còn có thể tắm được không? Ở đây mình sẽ điền vào gì đây? Nếu thì quá khứ của mình này, thì đầu tiên câu bình thường, câu khẳng định thì mình sẽ dùng giả sử là I woke up late, I woke up late. Câu phủ định là có nghĩa là tôi không thức dậy trễ hoặc là không cái gì đó thì mình sẽ là I didn't wake up late. Thì khi mình sử dụng didn't ở đây là không đấy, thì cái động từ của mình sẽ chia là dạng bình thường. Rồi vậy ở trong câu này thì mình chia làm sao? Nếu mà con điền vào đây là chữ, giả sử là chữ hết đi, là có nghĩa là có tắm đấy. Câu chữ này đi, ghi bằng cái này thì nó nhỏ hơn, nó không bị chiếm diện tích. Rồi con làm đi, cô chia sẻ chuột rồi con làm đi. Con làm xong rồi mình sẽ sửa. Con đang dùng người họa chứ không phải là máy tính. Rồi ở đây mình có chữ have này. Have a shower, cái này là một cụm đấy. Vậy con nghĩ là ở đây người ta có tắm không? Không. Không tắm, đúng rồi. Nhờ. Nếu mà ở trong không mình không dùng no, tại vì ở đây mình có cái động từ trong trường hợp mình giả sử nói là I don't have a shower. I don't have shower. Nghe có cực kỳ kỳ I don't have time to take ở đây mình sẽ chuyển lại gì nhỉ? Rồi mình cứ bỏ qua câu đó, tí mình làm tiếp này. Câu tiếp theo. Ben on his school clothes. Ở đây mình có từ put. Quá khứ của từ put là quá khứ của từ put. Đọc bản động từ bất quy tắc cái nào. Đây là những từ mà hay xuất hiện, hay được dùng đến nhất. Rồi. Put. Ở đây mình có chữ bot nữa. Đây là hình như là bạn này là bạn gì nhỉ? Bạn gì mà cô quên mất tên. Cái bạn bên này cũng có một cái tên. Bạn bên này ấy. Ok. Ben put. Tiếp theo, on his school clothes. Như này ghi thì khó nhìn quá hề. Thôi, nhưng mà cả cô và con đều hiểu chữ put. Ok, but. Ở đây lại có chữ but là nhưng. But he. Ở bên này dậy sớm, còn ăn sáng các kiểu. Bên này có khả năng được ăn sáng không? No. No, dậy sớm thì có nước mà chạy mất dép rồi, lúc còn quên cả đôi dép nữa ấy, còn ăn sáng. But he didn't. Ở đây mình sẽ điền từ didn't là không ấy. Did not, didn't. Đối với dạng quá khứ là nếu mình muốn nói chữ không muốn phủ định thì mình sẽ dùng từ didn't. Didn't have. Okay, didn't have breakfast. Biết cái kia hình to quá, biết cái này lại khó nhìn. Câu tiếp theo, number 3. We put all our school things. Quit put bên Nhìn nè, nhìn vào mấy bức tranh là Ben bên có đem cái put cặp của Ben đi không? Rồi, không hề đem cái cặp đi. Sợ là Ben chẳng nhớ đến cái đoạn mà soạn cặp sách vở nữa chứ. Ở đây là người ta bỏ hết đồ dùng học tập vào trong túi này. Rồi còn mặc cái áo choàng nữa và còn chào tạm biệt bố mẹ nữa. Nhưng mà có nghĩa là, có lẽ ở đây là Ben không có làm cái gì hết. có mà vác xác đi đến trường luôn chứ. Rồi, vậy ở đây mình sẽ điền vào cái gì đây?
Ok, ở đây mình sẽ có từ put. Bạn put, nhưng mà cái bức hình cho cô thấy là cô không hề thấy bạn ấy đeo cặp, thì có lẽ là chẳng kịp soạn rồi. Rồi bạn ấy có mặc áo choàng No. không? No, vậy ở đây mình sẽ có khả năng điền vào từ didn't nhé. Ben didn't, did not. Này, Ben didn't. Didn't làm gì? Didn't put on. Didn't put on his coat. And he có chào tạm biệt bố mẹ không nhỉ? No. And he didn't. Ghi đó lâu quá. He didn't say goodbye to his parents. Xem phải không nào. Rồi, câu number 5. Ben out of the house but. Ở đây người ta dùng chữ go. Tại vì cứ nhớ là bạn này đúng là trình bạn dậy 7 giờ. Thì bạn có thời gian để bạn làm tất cả những thứ này. Nhưng một khi mình làm trễ, dậy trễ thì mình sẽ không có thời gian. Cho nên mình sẽ phải dùng thì khác. Ben như thế nào ở đây nhỉ? Good. Ừ? Thêm gì chứ? Thêm sao con? Thêm AS. Thêm ES. ES. À, ES là ở trong thì hiện tại đơn này. Ở đây người ta dùng we. Có nghĩa là khi mà con dùng we rồi, càng nhiều người là con lại không cần chia cái động từ, không cần thêm gì hết. Ở đây người ta dùng we thì họ chỉ dùng là we go thôi. Nhưng nếu ở đây mà họ dùng he đi thì như thế này là he goes. Được chưa? Cứ một người thì mình sẽ thêm e hoặc là es. Đây là she. She wants. Ở đây mình thêm s. It. It. Nó ăn. Nó ở đây có thể là những con động vật, con mèo, chó hay là con gì đó, thì mình sẽ dùng là it, its. Nhưng ngoài ba trường hợp này ra thì mình sẽ không thêm gì hết. À, có thêm một trường hợp nữa. Giả sử mà cái gì mà chỉ một, con nói là my phone, cái điện thoại của tôi. My phone is, chứ không phải là a nha. Mình có một điện thoại thôi. Trừ phi mà con muốn nói là I have two phones. Được chưa? Rồi nào. Ôi, như thế này là cô phải chịu hết. Ok, chịu khó nhìn nha. We go out of the house and we catch the bus. Vậy bên này Ben có làm những việc, Ben làm gì đây? Go. Go mà chuyển sang quá khứ sẽ thành. Con mở mic lên đi. Cô không nghe được gì hết. Rồi thêm mình đi. Ừ, go sao thêm đi được. Go nó có bất quy tắc của nó đấy. Go là có bất quy tắc của nó. Mở mic lên nào. Go sẽ thành went. Go sẽ thành went. Cô nhắc đi nhiều lần, nhắc lại nhiều lần được phải không? Mình có go này, rồi mình có went. Và bắt đầu mình sẽ có gone là ba loại, được chia ra làm ba: hiện tại, quá khứ và cái thì này là tương lai. Hoàn thành ấy thì hiện tại hoàn thành đó. Rồi, tiếp theo nè. But he, anh ấy đi ra khỏi nhà, nhưng mà anh ấy như thế nào? Ở bên này thì bạn ấy, chúng tôi bắt xe buýt, nhưng bạn Ben này có bắt được xe buýt không? No. Yeah, so mình sẽ sử dụng no hay là didn't. Didn't. Yeah, he didn't catch the bus. Rồi trong lúc cô ghi, con nhìn xuống câu phía dưới đi. He didn't. Họ ở dưới là họ đã làm gì nhỉ? Họ đi lên được xe buýt.
Nhưng mà nhìn Ben thì Ben không thể đi lên cho biết. Thì Ben như thế nào? Ở đây họ là we get on the bus, chúng tôi lên cho biết. Còn Ben thì sao? Ben Ben didn't. didn't. Ben didn't get on the bus. Oh no, Ben didn't get on the bus. Ở đây mình toàn dùng didn't chứ mình không dùng để cô ấy ra cái này cho con nhớ luôn. Ở đây người ta dùng didn't tại vì đây là toàn là những động từ này con. Động từ catch là bắt, động từ get lên lấy gì đó. Còn có những trường hợp mình sẽ dùng was và were. Quá khứ, hai cái này cũng là quá khứ. Nhưng mà để mình mô tả cái trạng thái ấy, trạng thái là mình trong cái lúc đó Ben mệt thì cái đó đã xảy ra rồi. Ben cái ngày hôm đó ấy, cái ngày hôm đấy là Ben rất là mệt. Ben mệt là Ben was tired bởi vì anh ấy phải đi bộ đến trường. Chứ nếu như mà mình nói đến cái ngày hôm đấy ấy, cái ngày mà đã xảy ra rồi, mình sẽ không nói là Ben is tired, mình không nói được chưa. Tiếp theo nè. We go into the classroom and our teacher is happy with When us. Đúng rồi, Ben went Ben when into the classroom, but his teacher như thế nào? Happy? Happy được không? didn't No. no. Happy ở đây là một cái trạng thái của mình này. Khi mà nói đến một cái trạng thái, một cái tính cách của mình, như là mình tính cách mình nóng hay là đang giận dữ, trạng thái là những cái trạng thái mà vui vẻ, buồn hay là chán, thì nó sẽ luôn luôn đi với to be, quá khứ to be là was và were. Được chưa nào? Thì khi nào sử dụng như này? Khi mà mình sử dụng he thì mình sẽ sử dụng was, he, she, it. Số một người, nói chung là một người thì con sẽ sử dụng was. Nhưng mà nếu như mà con sử dụng nhiều người, we were, được chưa? We were happy. Là cái buổi hôm đó ấy, là chúng tôi đã vui. Nhưng mà ở đây thì teacher không có happy thì mình sẽ dùng từ worse hay là were? Wow. Worse có s thì mình sẽ dùng wasn't. Wasn't. Nếu như mình muốn phủ định lại là không, không ấy, thì mình sẽ thêm not vào nữa thành wasn't. His teacher wasn't happy. Đôi lúc nếu như mà con để ý cái từ này nha, người ta có thể dùng unhappy nữa. Nếu mà khi mà dùng unhappy, không vui ấy, là bản thân từ unhappy đó là không vui, thì mình chỉ cần sử dụng was. His teacher was unhappy. Chứ mình không cần thêm not vào nữa, được chưa? Vì mình có một cái từ như thế này cho nên mình dùng như thế này cũng được. Hoặc là mình dùng chữ happy và sử dụng wasn't. Were not đó, was not. Bây giờ mình sẽ kiểm tra đáp án nào. Got, didn't have, put, didn't have, didn't say, when, didn't catch, didn't get, when, was not. Ồ, ở đây cô làm một cái bị lỗi này, đó là cô ghi cái wasn't như thế này. Nhưng mà trong văn và viết ấy, thì người ta hay ghi tắt ra was not hoặc là did not. Did not trong viết thì người ta ghi tắt ra, còn ghi tắt thì sẽ bị trừ điểm. Rồi, bây giờ đến phần này con sẽ nghe và điền vào chỗ trống. Trước khi nghe thì con có 2 phút để đọc bài nè. Và xác định thì mình sẽ cần điền vào là gì gì? Được chưa con? Con bật mic lên đi. Sao con tắt mic vậy? Tắt mic là cô nói thôi chứ con nói cô không nghe nghe.
Chưa phải nói lên gói tóc mít ấy. Rồi, bây giờ cô nghe nha. Được chưa? Nghe nha, xong chưa nào? Rồi, bây giờ mình nghe nào. 35D. What a morning. Complete Nick's story. Write one word on each line. 1. I woke up, then I got up. 2. I put on my clothes. 3. I got on the bus. 4. I went into the classroom. Con điều vào chưa? 35D. What a morning. Complete Nick's story. Write one word on each line. 1. I woke up, then I got up. 2. I put on my clothes. 3. I got on the bus. 4. I went into the classroom. Đây, cái này là của Nick. Vậy ở đây mình có tới tận hai bạn này. Có nghĩa là nó không đi theo thứ tự như thế này. Ở đây mình có tới hai bạn. Ở đây ở đâu? Ben này. Ở đây là Ben. Còn ở bên ở trên này là Nick. I got up and I had a shower. Đây là của Nick. I had a shower xong rồi làm gì nữa? Ở đây người ta chỉ yêu cầu con nghe cái của Nick thôi, chứ không phải của Ben. Lại nha. Ben ở phía dưới này này. Ben came into the classroom. He gì đó. The teacher wasn't happy with Ben. Là của Ben, nhưng mình nghe cái đoạn phía trên để biết là Nick. Thì nó sẽ không ở liền với nhau đâu, nó sẽ không theo thứ tự. Con nghe nè. 35D. What a morning. Complete Nick's story. Write one word on each line. 1. I woke up, then I got up. 2. I put on my clothes. 3. I got on the bus. 4. I went into the classroom. Rồi con điền xem thử là ở đâu nào. I got up and I had a shower. Rồi phía đó không có, phía đó không không trùng với cái mình nghe. Tiếp theo, cô có nghe được cái khúc này này? I put on gì đó. I put on my coat. I and then I gì đó. I walked to the bus stop and I. I went. Nếu mà I went thì là I went out of the house. Ở đây, tôi đi ra khỏi nhà. I walked to the bus stop and I got on the bus to school. Okay.
I got down the bus and laughed and talked with my friends. Rồi gì nữa? Rồi I went hay là I go into the classroom? Cái này là Nick. Khi mà Nick xuống cho biết thì Nick cười và nói chuyện với bạn của Nick. Và ở đây thì mình sẽ điền gì? I go hay là I went? I went into the classroom. The teacher như thế nào? The teacher... Yeah. Happy không? Yes. Thì đây mình nếu mà mình thấy happy, happy là một tính từ. Một tính từ thì sẽ đi với lại to be. The words, the teacher was very happy. Nhưng với Ben thì khác. Ben thì không có thời gian để nói chuyện và cười với bạn bè vì Ben đã dậy trễ. Nhưng mà Nick thì có. Ok nào. Ở đây mình có hai cái tên, con sẽ chọn cái nào là Ben, cái nào là Nick. Câu đầu tiên nè. Ben. Ben had a shower. Ben tắm á. Nick là người đi đúng giờ và Ben là người đi trễ. Note. Rồi, tiếp theo, had breakfast. Nick. Didn't take his coat. Ben. Tiếp theo nè, took his school bag with him. Nick. Walk to school. Ben là người walk to school. Was wet. Ben. Yeah. The teacher wasn't happy with. Ben. The teacher smiled at. Nick. Smile. Yes. Smile. Okay. Đó là sự khác biệt giữa một bạn đi học trễ và một bạn đi học đúng giờ. Ở đây mình sẽ có pronunciation. Đầu tiên là có đọc hai từ này như thế nào? Từ đầu tiên. Wake up. Nếu mà wake up là đúng rồi. Wake up là thì hiện tại đơn thì mình sẽ dùng wake. Wake up. Và get up. Nhưng ở đây nó là quá khứ, thành ra mình sẽ đọc là woke up. Mình không đọc rời. Mình không đọc là woke up. Mình đọc là woke up. Ok, mình không đọc là woke và up, mà mình sẽ đọc là woke up. Con nối chữ K vào với lại chữ up là mình thành là woke up. Con đọc đi. Woke up. Ở đây là got up là đọc rời. Còn đọc nối vào là got up. Giống như T đọc là hình chữ D. Got up. Đây là get up. Wake up. Get up. Okay. Got on và went into. Chữ T ở đây mình hay đọc là chữ đi đấy. Khi mà trong phát âm ấy, tại vì mình có hai cách đọc chữ T, một là T, hai là đi. Của anh là đọc là T, mà của anh Mỹ mình đọc là đi. Vậy ở đây mình đọc cái này là
Gordon. Gordon. Tiếp theo là went into. Went into. Đọc r. Đúng, đọc r là went into. Mà đọc nối vào là went into. Went into. Went into. Bây giờ con đọc hai câu này nè. I got on the bus. I got on the bus. T ở đây chỉ đọc là D. I got on the bus. T sẽ bỏ đọc lần D. I went into the classroom. Into. I went to the classroom. Bây giờ con hình dung đây là chữ D và chữ in thì mình đọc là din, nhưng mình đọc nhẹ chữ đi thôi. I went into the classroom. I went into the classroom. That's right. Rồi, I got on the bus. I got on the bus. I got on the bus. Very good. I went into the classroom. Ở đây cái chữ the, to into the thì cô sẽ đọc luôn là into the classroom. Cô nối liên tục luôn. Thì mình cái lúc mình sẽ bỏ chữ the xuống nữa. Mình không đọc lần, mình không cần đọc lần hai chữ t. I went into the classroom. Very good. I got on the bus. Dawn. Giống chữ dawn mà mình đọc nhẹ thôi. I got on the bus. Very good. Đúng rồi. Thêm cái câu này nữa rồi mình nghĩ nè. Mình đọc sách rồi là I wake up at 6 o'clock. Rồi bây giờ mình nối vào này. Là I wake up at 6 o'clock. Cup. Chữ cao vậy là chữ ở. Cup. Oh. I wake up. Cái chữ này là chữ cup, phải không? Chữ cup mình, cái ly á, cái tách mà tách sử cup. Y chang đọc, y chang giống như vậy luôn. I wake up at 6 o'clock. I wake up at 6 o'clock. Đúng rồi, 6 o'clock. O'clock. 6 o'clock. Very good. Ở trong này cái chữ e ở đây là âm câm đấy, mình không còn cần quan tâm. Và chữ k nối qua với chữ ở thành cup. I wake up at 6 o'clock. Bởi vậy khi mà con 6 o'clock. Bởi vậy khi mà con nghe thì mình nghe rời ấy. Nhưng mà họ đọc nổi là mình sẽ nghe không kịp. Thành ra mình sẽ bị bỏ lỡ thông tin. Rồi, con sẽ luyện tập 3 câu này cho cô nha. Buổi tới cô sẽ kiểm tra nha. Rồi, bây giờ mình nghỉ ở đây nè. Good night. Good night. Yeah.